Hiếu Minh ạ. Phải nói là tuyệt vời. Và chất lượng hôm nay là thế nào cô chú nhỉ? Quá tuyệt vời. Vâng, chào cảm ơn cô chú nhỉ. Vâng. Tiếng nói là rõ. Vâng. Cảm ơn cô chú ạ. Vâng. Nếu mà không nhầm thì các bạn cứ đến Ngô Thị Vệ Hải nhá. Vâng. Và karaoke tuyệt vời luôn. Vâng vâng. Đấy. Cái này đúng ngày đang rượu xong làm tí karaoke là vâng ạ. Thành được rồi. Vâng vâng vâng. Xuống vòng đấy. Vâng, và sau đây thì em giới thiệu qua bộ già nhà chú Bảy nhá. Nhà chú ở khu bến Thụy Hương, Chương Mỹ, Hà Nội đấy. Thì hôm nay đến lắp cho chú là một đôi loa này, Bivay BH30. Mã là CK32 nhá. Đấy. Hàng thì rất là đẹp luôn. Chú hàng giá trị cao thì bên em sẽ chọn những mặt hàng hình thức nó phải đẹp một chút. Đấy. Thì bộ già ngày hôm nay thì đầu tiên lắp cho chú là một chiếc mic Beyer 790 và một chiếc vang số xử lý âm thanh PS Audio K900 Pro và một con đẩy 4 kênh PS Audio D4800 800W một kênh các bác nhá. Đang đánh cho một đôi loa và một con súp đấy, vẫn còn đang thừa một kênh. Đấy. Thì mời các bác xem qua không gian nhà nhá. Không gian nhà chú khá là đẹp luôn. Vâng, đây con đấy chú đánh con súp 40 nhá. Súp bãi đấy, chú mua trước đấy rồi. Và sau đây thì mời các bác thưởng thức âm thanh sau khi em đã căn chỉnh xong cho chú nhé. Trong người chẳng nghe quên.
Đêm lặng